Hello, chào các em nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay, mình sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly cỏ hơn nhưng mà đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản là Denon. Và con này sẽ có tên model là PMA 730. Đây là dòng sản phẩm mà được rất là nhiều anh em ưa chuộng để mà nghe nhạc vàng và nhạc bolero. Và đặc biệt là con này khả năng mà phối ghép với những cặp loa của Nhật Bản, ví dụ như là Sansui, Denon Pioneer, Kenwood, Victor, và nó là cực kỳ đỉnh đấy mà. Con này thì anh em chơi tốt với những cặp loa tầm 3 thức đổ lại thì sẽ ra chất âm nó nghe rất là hay anh em. Đây mời anh em cùng xem qua bề hình thức cũng như bề thiết kế dòng sản phẩm này. Đây con này anh em sẽ thấy là nó sẽ chơi được hệ thống là hai cặp loa nha anh em. Chơi tốt nhất là đối với những cặp loa mà bookshelf nha anh em. Ví dụ như là những dòng loa của Bo 301 và những dòng ví dụ như là loa Pioneer 31LR thì nghe phải là rất là hay anh em à. Còn bên đây là các cổng để mà anh em bấy tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Còn bên dưới là cái nút chức năng để điều chỉnh về bass, treble. Và con này có loa nét anh em. Loa nét của Denon thì phải nói là hết bài rồi anh em à. Tăng âm bên phải nói là nghe phải nói là cực kỳ hay. Đặc biệt là giải bass của nó nghe nó rất là rộng. Anh em nào mà thích nghe bản nhạc nhanh hay những bản nhạc remix thì con này tán thật là giải bass nghe đập. Phải nói là nhịp điệu của nó nghe phải nói là rất là êm, nghe rất là thích tai nha anh em. Còn bên đây là cái nút để điều chỉnh về ba lăng và volume. Đây, anh em cùng xem qua về thông số kỹ thuật ở mặt sau của dòng sản phẩm này. Đây, đầu tiên thì sản phẩm thì sẽ trang bị cho hệ thống là 8 cặp loa nha anh em. Chơi cùng một lúc là 2 cặp loa được luôn nha anh em. Còn bên đây là các cổng để mà anh em mới tín hiệu nghe nhạc. Còn bên dưới đây là tem dòng sản phẩm này nha anh em. Denon PMA 730 điện 100V và công suất của nó là 150W nha anh em. Còn về nội thất ở bên trong của Denon 730 còn mới và rất là đẹp cho anh em. Hàng Nhật Bản bao zin cho anh em chơi yên tâm. Hàng chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Con này nó sẽ trang bị ra tổng cộng là 4 con sò than xanh đen của Toshiba nha anh em. Đây dòng sò mà cho ra tiếng nghe vẫn rất là đã tai đây mà. Mình đã chơi rất là nhiều dòng sản phẩm mà chạy sò của Toshiba. Tiếng bass cho ra nó rất là đã luôn nha anh em. Cộng với công suất con này thì nó phối ghép loa nó cực kỳ đỉnh thôi nha mà. Mặc dù nó chỉ ở mức giá chỉ với là 1,9 triệu thôi nha mà. Nhưng mà không có điểm gì để chê, nó là best lựa chọn trong cái tầm tiền này luôn. Và thôi không dài dòng nữa, mình bảo ngày bay để chất âm của Denon 730. Mời anh em. Tình thương.
Bass đập nghe phải nói là rất là tròn trịa anh em. Chơi những bản nhạc mà như là bạch bàn, nhạc bolero, chất âm của nó cho ra phải nói là rất là hòa hợp anh em ạ. Mình đánh giá rất là cao dòng sản phẩm này. Rồi anh em phía sau và tổng quan dòng sản phẩm này để làm bình luận bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.